hả? Chị cứ chưa đủ cưng. Đủ cưng ơi, đủ chị, đủ cưng. Đủ chị, rồi ai nói sao không đưa cái lồn cho ta coi. Ông nội sao mà đủ chị hoài vậy? Đừng có họ có lồn mà em có sao có lồn. Trời ơi, chào cưng. Chào chị. Cưng ở đâu vậy? Cưng ở trong lồn hả? Trời, để đang nói chuyện nhỏ quỷ thọt lồn hoài vậy. Đủ Bình Dương. Cưng làm cái lồn gì? Cưng làm đĩ hả? Ông nội nói suối hoài thằng quỷ thì nè. Chúng đủ tao. Ô con mai băng hả? Có mai lồn hả? Ông nội tào lao để nhỏ nói chuyện. Cưng có mai có băng không? Thằng mấy không? Nói gì vậy trời, mai lồn chưa? Mai cơ có mai lồn không? Vậy hả? Đi đủ người ta đi. Ông nội tào lao quá, tào lao không à? Nghĩ đủ cho chị coi với nghe. Ông cố nội tào lao mà chờ chúng chữ. Nghĩ ê, đủ nghe chân cạc mắt nghe chân cái chỗ này nè. Trời ơi, trời ơi, ông gọi nè. Đang chuẩn bị ăn lồn. Trời trời trời. Thấy không em, thấy chị không? Thấy ăn cưng. Trời, trời. Dạ thấy. Ôi chị đang làm cái lồn ăn cơm. Đang làm lồn ăn cơm. Ghế đỏ kìa. Ghế đỏ kìa cưng. Cái ghế mai. Ờ chị được rồi, cái lồn được rồi. Xa lắm, xa nắp người ta. Cưng. Cưng. Ừ. Chưa xuống thuốc nốt rồi vẹo vô đụng một châu một cái rồi quậy vô trong thằng cổ nó rồi nắt ba cái rồi hả vẹo lại. Chuyện gì á trời. Con quỷ. Tới thuốc nốt rồi đụng thằng châu. Ông nội nè. Để tao chỉ. Điện cái đụng. Thấy đụng. Đụng ai da. Ai da đụng ai da chăn lồn quá trời ơi. Tới thuốc nốt rồi đụng nữa. Để tao dặn nhỏ tới thuốc nốt rồi điện thằng châu. Rồi đụng nó ba cái. Ông nội rồi nè. Quẹo qua quẹo lại rồi làm thêm. Trời ơi. Không hết cháu đợi. Hả? Chị có này ăn lồn, ăn tương. Ăn lồn không à, lồn khoai khô đó cái mình chiên lại ăn. Trời ơi, ông nội con ăn tương không được. Không lớn không? Mình ăn tương mà không được chứ nó được á, chị ăn á, chị ăn năm. Xong anh đi làm nữa nên là thành ra anh phải đợi thời gian là anh rảnh anh mới gọi được. Cưng ở bển cưng đủ ngày hay đủ đêm? Trời ơi đủ ban ngày rồi đủ ban đêm luôn. Ủa đủ có xen kẽ không? Trời tào lao để tao nói chuyện với hả? Đủ hàng chánh cũng đủ được hả? Ủa có đủ thời ngoài giờ không? Ủa? Ngoài giờ đủ người ta lên giá đó nghe. Ông nội này là cái gì? Cái tao nói chuyện. Ngoài giờ là có tiền lắm đó, đủ lên giá. Đủ sáng thôi. Là gì? Quỷ châu này nè. Nó khổn, nó thở của ai? Tính ra tháng là đủ được 3.000 không? Là trời. Tháng mấy triệu nữa đúng không? Mình mấy triệu
đủ cho người ta bớt đi. Ủa, ông bạn mình đang có chuyện nha. Nhớ nhớ vô đây đủ dữ lắm, vô đây đủ một chậu. Mua lộn nghe. Chị khoái ăn lộn dữ lắm luôn á. Ăn lộn của nước ngoài có, lộn xe tăng có, lộn xe lửa. Nhiều châu, thỏ hoài, chuyện là vụ gì. Anh không có đi hôm qua mà anh đi bữa trước á. Rồi nhảy trúng vô lòn ha. Trời ơi đủ vậy hả? Rồi nhồi cái đó là nhét vô lòn màu đen chứ gì? Ố, trời ơi cháu nói mày không cháu. Vậy hả? Rồi cái người ta thọc, lỡ té thọc vô lòn. Đừng cháu nói mày cháu ơi. Đủ chị. Anh ăn tương chả nó không được luôn. Nó không được luôn. Chị cũng ăn tương, ăn lòn không vậy đó. Tôi, hai chị em ăn quá trời lòn phơi khô. Tùm lum chân nó phơi khô rồi khô xả lại cái mình ăn. Vậy gì chai ông nội này lòn phơi khô. Ô phơi rồi giấu gáo đó cái mình đem vô cái mình khô xả. Ô. Nói mà đừng có xuống tao đại hoạt không mà đừng có xuống đó.
lòn. Một bước một bước một lui lại hai bước là ba bước thì mình chào tới mình đặt dẹp ôi châu dưỡng đặt chèm nhẹp rồi ra bữa đó là mất mấy đứa này làm tôi không biết sao nữa mà chú Chiên không còn cái gì nữa đem ra Chiên rồi còn cái bọng không hả dụ cái bọng không giữa cái Chiên ơi chú bọng nó vô đi rồi Chiên rồi rồi bye bye nha đi đụ người ta đi đi đụ đi đi làm rồi bye bye rồi nói xong rồi tháng sau mới được nói lại nữa chứ em xây một vòng luôn em không có kịp thời gian á.